Rồi, kính chào các bác. Mộc Hương Ba Miền lại quay trở lại với các cái video ở trên kênh. Hôm nay thì lại quay cho các bác cái lô Mộc Hương nằm trên bầu đấy các bạn. Hôm nay cây rất là đẹp. Cây cực kỳ đẹp, cao đến qua gối cho đấy. 2, 4 này. 80 cm, có cây là cao là 80 cm, giờ là trung bình thì 60 đến 80 cm. Cây khá là nhiều ngọn, mỗi luống này thì rơi vào trung bình khoảng 100, hơn 100 bầu một luống này. Cho cả nhà cùng xem này. Đây thì quay cho các bạn xem. Cây rất đẹp luôn, ngọn sum xuê luôn cả nhà. Cây thân nó bằng cái đũa rồi, rất đẹp. Nhà cùng xem. Đấy. Cây siêu khỏe luôn, nằm bầu. Các bác tầm này mua về trồng hoặc là cứ để thế này chăm sóc thêm cũng rất là đẹp. Thì bên em bán xích, các bác mua cả luống thì sẽ để lại cho các bác, hoặc là các bác mua lẻ, định lẻ thì ít nhất phải được 50 cây trồng quanh nhà, quá đẹp. Xin kiểu ảnh là mẫu. Đẹp lắm nha mình ạ. Đây. Để bác nào có nhu cầu thì liên hệ nhé. Với em số điện thoại thì Mộc Hương để ở trên màn hình nhé. Bạn liên hệ nhé. Sớm. Rồi, xin cảm ơn cả nhà. Đấy, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các cái chia sẻ của em ở trên kênh nhé.